Howling at the time. Gồm coi hết luôn. Có mấy lần em lạnh mà nó cũng hết luôn. Nó lấy mấy nhà em tưởng lạnh á. Khải em cũng ra đúng không? Ừ. Tuyến gãy lên thế này. Khô luôn á. Có đau cục thôi, có đau cục cũng lì lắm. Sướng gì ta cô ra shop đủ đủ nè ví dụ xin mà có ai khách nữa đó nghe rồi. Có chị gọi cho chị nghe chứ đừng nhắn tin nha. Đi nặng mụn một là một kỳ công mụn để dành tạo mì quên biết rửa mặt xong hơi là gì rồi quên biết một cái khổ nữa tội sợ là quán này là một mùa này nhiều có cái tay khách nhiều luôn
Làm gì à? Chắc tai nạn qua, tai nạn gì yếu. Chẳng nghĩ ngờ. Bé đau không bé? Không à. Cố gắng này, cố gắng. Chị bé nặng nhiều lắm em ơi. Không thì xí nữa rảnh người ta Hậu quay cho mình lo Vi quay cho Cali nè. Cali lấy dây su cái truyền cho cái tay của bao tay. Kéo bao tay lên. Nếu mà bộ tay mụn như đây ở đây nặng sướng.
để giường luôn.